Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Hôm nay tôi đang có mặt tại khu Eco Park vào chơi. Trong khu này có cái khu nhà đẹp quá, trồng rất nhiều hoa hồng. Biệt thự lô góc. Khung cảnh của khu đô thị Eco Park, nhà riêng dân hoa hồng thơm quá. Toàn bộ hàng rào là trồng hoa hồng rất là đẹp, không khí trong lành. Nhiều hoa đẹp. Không gian sống trong lành. Không tiếng ồn. Thật là tuyệt vời. Một ngôi nhà và lô góc được trồng rất là nhiều hoa xung quanh. Đây là người ta mới tỉa xong rồi, đây là cũng ít đi rồi. Đa phần xây kiến trúc theo lối kiến trúc mở, hòa quyện với thiên nhiên. Xung quanh là hàng rào trắng và hoa hồng. Ngôi nhà này lô góc mà đố em biết đoán khoảng bao nhiêu tiền? Nơi này nào, nơi rộng lắm đấy. Chủ nhà đang trong lô góc này bao nhiêu nhỉ? Chứ hoa nhiều lắm, ở đây hoa nhiều cực kỳ, ít đi rồi, không khí trong lành nhỉ? Không khí rất trong lành và nhiều cây xanh, thật là tuyệt vời. Một khu đô thị sống giữa lòng thành phố. Có dịch vụ rửa xe gần đây, nhiều ô tô. Hoa hồng này chắc là họ chắc là phải thuê người chăm biết trồng hồng, trồng khó lắm. Cắt tỉa hết rất đẹp luôn. Hồng này là hồng bạch à? Cánh hồng phai đấy, anh nghe có cánh hồng phai chưa? Hồng phai. Từng đó cũng hồng này nè, đây nè, xem bông hoa, bông này đẹp quá. Rỉ kép luôn. Không gian thoáng đãng. Cái gì? Rực rỡ màu cờ, mùa xuân của Tổ quốc. Không gian thật đẹp. Nói đến Eco Park là nói đến không gian xanh, là xanh sạch đẹp, rất nhiều hoa tươi. Bà con có tiền về mua trong khu đô thị này cũng rất là thích. Đây là cây vú sữa to. Cây vú sữa rất là to. Hai cây liền. Một mùa xuân mới, một tình yêu mới. Tình yêu mới là gì các bạn biết không? Tôi sẽ phấn đấu để mua bằng ngôi nhà.
tennis này, khu bể bơi rất đẹp, không gian này đẹp quá. Nhà đúng là biệt thự, nhà biệt thự xong xe hơi, nhà lòng xe hơi đấy nhỉ. Nhưng mình cứ ngỡ là mình ở trời Tây. Nói thế chứ trời Tây chưa chắc đã có những cái khu đô thị đẹp như này đâu. Quỹ đất rộng này, không gian thoáng đãng. Rất đẹp. Ở đây thì người ta trồng rất là nhiều hoa. Dân trồng rồi là khu đô thị này, này. Nhà dân người ta trồng rồi là khu đô thị người ta trồng nữa. Trẻ con ở trong này có cả trường quốc tế luôn. Ở đây nó có những góc mà người ta không để lấy đá đâu, mà người ta để những cái viên đá, viên sỏi to này cho người dân đi tập thể dục, thể mỏi chân ngồi nghỉ. Rất hay nhá, rất là thân thiện. Môi trường tự nhiên. Mà có đắt đâu. Mua đây có mấy tỷ mà. Tùy từng căn ấy. Lúc đầu mua như thằng em anh nó mua và bây giờ lãi gấp đôi ấy. Mua một căn mà bây giờ lãi gấp đôi từ khi bắt đầu có dự án. Ở đây trồng rất là nhiều cỏ. Cỏ Dubai ấy. Cái sướng ở đây là các căn hộ nó nhìn thì rất gần nhau nhưng mà nó lại để không gian thoáng rất là nhiều. Để rất trống. Trống đấy. Toàn bộ là thiết kế không gian mở mà ảnh hưởng của kiến trúc một số căn nhà mà tôi vào nó ảnh hưởng kiến trúc của nó ảnh hưởng một chút kiến trúc giữa Pháp với cả nội thất ấy, giữa Pháp với cả Á Đông. Chung bốn xung quanh đều có cửa sổ hết. Kiều bào có tiền cứ về nghiên cứu. Rẻ mà. Những nhà lô góc nó rơi khoảng tầm 20 tỷ. Quan trọng là nội thất thôi. Nội thất nào nó đắt. Mua lô thì nó lô góc khoảng 5-6 tỷ tùy theo diện tích. Đây là chính là những lô mà người ta xây sẵn. Lô góc xây sẵn phân lô ra. Làm diện tích bằng nhau hết. Những lô góc này là diện tích bằng nhau. Những lô liền kề kia thì. Không, tức là nó không để mộc mà buộc là nó xây và nó xây và nó sơn bên ngoài này hết. Đây một lô góc này cũng chưa có gia đình nào. Này.
sướng, trong lành thoáng đãng. Về mảng an ninh ở đây thì tuyệt đối an toàn, tất cả các đường vào trong khu đô thị đều có bảo vệ, camera thì đầy đường, xe cũng thoải mái. Nói chung là kể cả chả phải đô thị, bây giờ vứt ở ngoài phố như mình thế thôi, để thoải mái chả làm sao, chả ai lấy. Cuộc sống bây giờ nó khác xưa rồi. Nhiều.